thân mến, vào ngày 11 tháng 4 năm 2014 tới đây, xã Sơn Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum sẽ tổ chức ngày hội Internet tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Sơn Bình. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet cộng đồng tại Việt Nam do quỹ IPS tài trợ. Đến với ngày hội này, bà con và các bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng máy tính và Internet miễn phí, tìm kiếm các thông tin thiết thực cho hoạt động sản xuất cũng như các thông tin cập nhật về tình hình thời sự văn hóa trong cuộc sống hàng ngày của bà con. Bên cạnh đó sẽ có các chương trình biểu diễn văn nghệ và trò chơi về máy tính và Internet với phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức. Trong thời đại hiện nay, các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng phát triển, trong đó phát triển mạnh nhất phải kể đến Internet với những